Dạ vâng, em Linh, chủ kênh Hầu Công. Xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em. Và hôm nay em sẽ chia sẻ tiếp các mặt hàng kiếm là vị hoàng, xanh Huế và mai hương Thái, hồng lô hội. Địa chỉ của vườn em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nằm ngay trên trục đường quốc lộ 45, cách cầu Cứu về phía Bắc 2 km. Và có 3 số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186. Số thứ hai là số 0912 532056. Và số thứ ba là số 035 335 1567. Vâng, cả 3 số đều dùng Zalo. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ qua 3 số trên hoặc nhắn tin qua Zalo, qua SMS. Vâng, vườn em là luôn lấy chữ tín làm hàng đầu, nên về vấn đề bảo hành mặt hoa, mặt bông, cô chú anh chị yên tâm, cô chú anh chị yên tâm về vấn đề bảo hành mặt bông, mặt hoa. Đấy, vì là kiếm là nó cũng rất chi là ít loại, không phải là nhiều, nên là rất chi là dễ phân biệt. Đây là một cái chậu vị hoàng này. Đấy. Và bây giờ kiếm đang rất rất nhiều người chơi, cực kỳ là nhiều người chơi, nhiều người tìm hiểu, nhiều người mua, nhiều người bán, đó. Nên là bây giờ kiếm đang rất sốt, đang lên giá từng ngày. Còn giảm thì chắc là em nghĩ không có, vì là càng nhiều người chơi thì không bao giờ có thể giảm được. Một năm về trước thì ít người chơi thôi, thì nó có thể là dao động lên xuống. Còn bây giờ thì em nghĩ càng ngày càng lên cao. Bây giờ vị hoàng đang lên 3 triệu rưỡi, 4 triệu một thân. Vâng, cái chậu này đây, 5 thân này, 5 thân này em sẽ bán với giá là chỉ chia sẻ với chú chị nha. Còn có chú chị bây giờ cứ hỏi xem khi nào. Vị hoàng trên 3 triệu một thân rồi. 5 thân này em sẽ bán với giá là 12 triệu rưỡi này. 12 triệu rưỡi cho các chậu vị hoàng 5 thân bán lá là 4 sen mấy đấy. 4 sen 3, 4 sen 4 gì đấy. Em cũng chưa đo cơ. Cũng tầm 4 sen rồi đó. Cái chậu vị hoàng số 2. Cái chậu vị hoàng số 2 này này là 8 thân. Nó có cái lá lỗi này, này. Đấy. Lá ăn lỗi là thân già rồi. 8 thân và 3 mầm này. Đấy, 3 mầm này thì em không tính. Em bán với giá cái chậu này này, cái chậu là 22 triệu. Cái chậu là 22 triệu. Nếu mà gửi cái chậu cái này chắc là chỉ chuyển qua đường xe thôi. Chứ còn bưu điện thì rất khó có chỗ chị nhá. Bưu điện thì em phải nhổ lên. Đấy, nếu mà muốn gửi cái chậu thì phải gửi cái đường xe. Đấy. Chậu này cũng vậy, nếu mà gửi bưu điện thì em sẽ gửi nhổ lên. Còn gửi xe em sẽ đóng cả để gửi cô chú anh chị. Vâng, tiếp theo là cái chậu vị hoàng này này. Cái chậu vị hoàng này em phải bán với giá là 3 triệu 2 trên 1 thân. Và đây là 3 thân này. Đấy. 3 thân 1 mầm. Thì cái chậu này là em sẽ bán với giá là 10 triệu đồng. Chậu này nói chung là quá đẳng cấp, bán lá gần năm luôn cô chú anh chị nhé. Bán lá gần năm luôn. 4/8, 4/9 đấy. Và cái chậu xanh Huế này này. Chậu xanh Huế này thì rất đẹp rồi. Đó, chậu xanh Huế này rất đẹp. Nó chỉ bị lỗi một cái chút đây, nó đang lên 2-3 mầm đây. Đấy, chậu này thì thôi, em cứ giữ lại đi. Có chú chị nào cần hỏi thì cứ liên hệ trực tiếp cho em cái chậu xanh Huế đó. Vâng, đây là cái bông xanh Huế đang chuẩn bị nở rồi. Đấy, bác đã mua rồi mà bác chưa muốn lấy cơ. Vâng, em sẽ vào từng đơn lẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là tối mùng 1 tháng 5. Mùng 1 tháng 5 của chú anh chị nha, ngày quốc tế lao động. Và cái đơn số 1 vị hoàng này. Vị hoàng bây giờ đang ai gọi ăn không? Đây là mặt bông vị hoàng của chú anh chị nhé. Mặt bông vị hoàng này. Chơi kiếm mà không có vị hoàng trong vườn thì nó rất buồn cười. Thì hầu như vị hoàng bây giờ rất nhiều người săn lùng, săn tìm. Vâng, cái đơn vị hoàng số 1 này này. Cái đơn thân già, nó già thì không phải là già nhưng mà thân lá rất đẹp, rất to này. Lá là trên 4 cm của chú anh chị. Nó có bị lỗi một chút đây. Và cái đơn số 1 này em bán với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho đơn vị hoàng số 1 ạ. Đơn vị hoàng số 1 2 triệu đồng ạ. Sang cái đơn vị hoàng số 2
là một thần tơ tít luôn này. Thần rất tơ luôn. Chưa để con lần nào thì dòng này thì nó khỏe rồi. Nó có thể đĩa sừng trâu là đĩa đôi đấy. Cái đơn số 2 này em bán với giá là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng cái đơn vị hoàng số 2. Tiếp theo có đơn vị hoàng số 3. Đây, đơn này thì quá đẹp rồi. Quá đẳng cấp rồi. Đơn vị hoàng số 3 là một thân tơ tiết, cũng chưa bao giờ khai thác một thân nào. Đấy, một vết cắt và mầm đang nhú đây, một mầm này, hai mầm này. Đấy, hai mầm đang nhú đấy. Vâng, cái đơn số 3 này em bán với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cho đơn vị hoàng tơ tiết số 3. Đơn số 3 nhìn rất chi là chất. 3 triệu đồng. Sang đơn vị hoàng số 4 là hai thân. Hai thân tơ luôn đấy cô chú anh chị nhá. Hai thân tơ đấy nhá, chứ không phải là hai thân đấy đâu. Hai thân giả, hai thân tơ là đơn vị hoàng số 4 này em bán với giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. 4 triệu 500 nghìn đồng đơn vị hoàng số 4. Vâng. Tiếp theo là sang cái mặt hàng xanh Huế. Xanh Huế thì bây giờ đang giá đang rất cao. Không bao giờ có nghĩa là nó xuống được các anh chị ạ. Của xanh Huế chưa bao giờ xuống. Cứ lên 3 triệu, 5 triệu rồi 10 triệu. Bây giờ 12 triệu, 13 triệu một thân. Cũng rất chỉ là ít người bán chứ không có nhiều đâu. Cái đơn xanh Huế số 1 này. 8 lá này, mắt ngủ ngoài cô chú anh chị nhá. Cái mắt ngủ ngoài đây, đấy. 8 lá này em bán với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng, 8 triệu rưỡi đấy. Bán lá gần 4 cm. Không nghe thoại nhé. 5 triệu rưỡi, à 8 triệu rưỡi đơn xanh Huế số 1 ạ. Đơn xanh Huế số 1 8 triệu rưỡi ạ. Sang cái đơn xanh Huế số 2 em bán với giá là 15 triệu đồng. Cả hai thân xanh Huế này. Hai thân xanh Huế rất đẹp của chú anh chị nhé. Mười lăm triệu đồng đơn xanh Huế số 2. Mười lăm triệu đồng thứ hai. Sang cái xanh Huế số 3 là cái chậu này này, chậu hai thân này. Chậu này thì là giống một mẹ một con nhưng nó hoàn thiện là hai thân rồi đấy. Cái này hai thân này em bán với giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng cho hai thân xanh Huế đơn số 3 này. Cũng không còn nhiều. 10 triệu đồng đơn xanh Huế số 3. Hàng làm giống mà chú anh chị nhá. Hàng không lỗi nhá. Ấm chậu rồi em sẽ gửi cá chậu cho cô chú anh chị. Đấy, ấm chậu rồi thì nó sẽ rất chi là dễ phát triển, dễ lên. Đó. Sang cái chậu xanh Huế số 4 này này. Chậu này thì phải nói là rất đẹp cô chú anh chị. Đây, chậu xanh Huế số 4 này. Đấy. Chậu này em bán với giá là 32 triệu này. 8 triệu trên một thân là 4 thân. Dạng cũng tơ hết đấy cô chú chị ạ. Ấm chậu rồi cái này thì về thì một năm nó phát triển nó đẻ bao nhiêu. Chơi kiếm là chơi kinh tế nữa. Em là người đi buôn bán nên bắt buộc là phải bán thôi. Chứ em mà là người vào vườn thì em sẽ sẵn sàng ôm vườn. Đi tìm những mặt hàng để bán cho cô chú anh chị thôi. Vâng, cái chậu xanh Huế cái số 4 này, 4 thân là 32 triệu. 32 triệu chậu xanh Huế số 4 ạ. Đứng mai cái. Tiếp theo sang cái mặt hàng là mai hương Thái. Mai hương là một bông rất đẹp, bông năm cánh vàng. Đây, kể cả các thân lá của nó cũng rất đẹp cô chú anh chị nhá. Đấy cả các thân lá đem ra máy xem. Và cho các bác xem hoa mai hương. Đấy. Bác mai hương bác đặt tên là mai hương luôn. Đây cô chú anh chị nhìn bông mai hương rất đẹp, năm cánh vàng, lưỡi trắng vàng rất đẹp nhá, rất đẹp. Tiếp tục chia sẻ cho các bác mai hương Thái, cái các thân cả lá cả củ cực đẹp luôn. Cái đơn số 1 này, đấy các bác về làm giống này, cái dòng mai hương Thái này là có mắt ngủ hai bên, mắt ngủ ngoài vẫn còn nhé bác nhá. Đơn số 1 này em bán với giá các bác là 900.000 đồng này, đơn mai hương số 1 này. 900.000 đồng các bác phải làm giống này. 900.000 đồng đơn mai hương số 1. Sang đơn mai hương số 2
Đơn mai hương số 2 là một thân rất đẹp luôn. Các bác nhìn. Mắt ngủ ngoài đang sưng này. Thân cực đẹp luôn, củ mông miếc to rất đẹp luôn các bác này. Về trồng cái này thì để mắn lắm. Đấy, đơn mai hương số 2 này em bán với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho đơn mai hương số 2. À, quá đẹp luôn. Sang đơn mai hương số 3. Hai thân tơ tít luôn. Mai hương số 3 hai thân tơ tít, về thân lá quá đẹp, sẽ quạt quá đẹp luôn. Hai thân tơ số 3 này em bán với giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Đơn mai hương số 3. Dòng tin vũ rất đẹp nha các bác nhé. Chưa cần nói, chỉ nói về thân lá này, hoa càng đẹp nữa, hoa thân lá rất đẹp luôn. Được có rất nhiều yếu tố. Mai hương số 3 4 triệu rưỡi ạ. Sang đơn mai hương số 4 em bán với giá là 5 triệu đồng. Đây này, thân to khủng khiếp luôn. Thân cũ to khủng khiếp luôn. 2 4 6 8, 2 4 6 8, 10 lá. Đấy. Hai thân này quá đẹp luôn, quá lực luôn các bác này. Cô bán lá phải tầm 5 sen nhá. Đơn quá đẹp luôn. Hai thân cũ này thì để nhanh để làm giống đang mầm đang lên này. Đấy. Đơn này 5 triệu đồng, đơn mai hương số 4 ạ. 5 triệu đồng. Quá đẹp luôn. Sang đơn mai hương số 5, hai thân một mầm này. Đấy, mai hương số 5 này. Rất đẹp các bác ạ. Em phải nói là nó rất chi là đẹp. Rất dễ trồng, kiếm thì rất dễ trồng. Đơn mai hương số 5 hai thân một mầm này 5 triệu rưỡi này. 5 triệu rưỡi cho đơn mai hương số 5, đơn đẹp thế. Không thấy chê vào đâu được. Em tách này em thấy quá phê, quá đẹp. Mai hương số 5 5 triệu rưỡi ạ. Tiếp theo sang cái hồng lô hội. Hồng lô hội thì còn 3 đơn thôi. Hồng lô hội là một trong những bông rất đẹp. Giống bây giờ là bông hồng, đây là hồng chớp chớp vàng nha. Giống bây giờ phi điệp ấy, đang hồng, đang rất chi là nổi. Nổi hơn 5 cánh trắng thôi. Đó, bây giờ hồng mỹ nhân, các loại hồng đẹp. Đây này. Đó, còn 3 đơn thôi. Hồng lô hội, đơn số 1 này này. Hai thân em bán với giá là 700 nghìn. Cô chú anh chị lấy về làm giống này. 700k cho đơn hồng lô hội số 1. Thân như thân tin vũ luôn. Dạng là dạng lô hội mà thân tin như thân tin vũ. Hồng số 1, hồng lô hội số 1, 700k. Sang hồng lô hội số 2. Hai thân đây. Hồng lô hội số 2 900k. 900 nghìn đồng cho hồng lô hội số 2. Đấy. Tiếp theo hồng lô hội số 3, bán lá trên 4 sen này nè. To dài, củ to tướng như tin vũ luôn này. Hồng lô hội số 3 1 triệu đồng ạ. Cái này lấy về làm giống thì quá chỉ là khỏe của chú anh chị. Hồng lô hội số 3 1 triệu đồng. Củ như củ tin vũ luôn. Quá chỉ là to. Vâng, hôm nay em có chia sẻ từng này mặt hàng thôi. Và em cũng xin tự giới thiệu một lần nữa. Em tên là Linh, chủ kênh Lan Rừng Hồ Công. Và em có bán trên hai kênh, kênh Lan Rừng Hồ Công và kênh Phong Lan Việt Nam của chú Công đó. Cũng rất mong cô chú anh chị xem kênh, ủng hộ kênh, rồi ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để theo dõi những video clip mới nhất, sớm nhất. Cô chú anh chị mà không ấn vào chuông thì qua một ngày sau thì khi em hoặc là người khác đăng bài lên thì qua một ngày sau là nó với gọi là nó mới báo cho cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị mà bấm vào chuông bấm vào chuông rồi á thì nó sẽ em lên bài phát báo ngay trên màn hình điện thoại của chú anh chị luôn. Vâng, lần cuối em xin chào và kính chúc tất cả cô chú anh chị cùng toàn thể gia đình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Em xin chào và hẹn gặp lại.